Vợ là gì? Về mặt vật lý, vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua. Vợ là hình thức, là cơ sở để đàn ông đào hố nhảy lầu. Về mặt kinh tế, vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ. Người vào thì dễ, rút ra thì khó, mà không thể kiện cáo gì được. Về mặt tài sản, vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được. Về mặt xã hội, vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta, nhưng lại luôn tố cáo ta là mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì không nhận. Về mặt khảo cổ học, vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.